Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe Hai Thi Dầu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios E số tự động ạ. Chiếc xe Toyota Vios thuộc phân khúc hạng B, cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Accent, Honda City, Kia Sorento, Mitsubishi Attra, cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios E số tự động này đang có những gì, em phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em phép được đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 531 triệu ạ. Khi bao gồm các chương trình khuyến mại trong tháng 12 này thì lăn bánh nội đang là 557 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu ạ. Còn tỉnh thì đang là 534 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 552 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho em nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios E số tự động ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể nó đang là dài đang là 4m425 đấy ạ. Rộng là 1m730, còn cao là 1m475 ạ. Còn chiều dài cơ sở nó thì đang là dài là 2m550 nhá. Còn khoảng sáng gầm xe là 13,3cm đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới cá lăng này. Mặt lưới cá lăng của chiếc xe Vios E số tự động này thì được thiết kế so với cả phiên bản 2020 đến phiên bản 21, được thiết kế một cách hoàn toàn luôn nhá. Thì nó sẽ là rất là sang trọng và rất là hiện đại đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của nó sử dụng đèn là đèn halogen dạng projector nhá. Đấy, dạng projector nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sử dụng đèn halogen thôi. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của nó thì là sườn xe được dập nổi rất là nhiều, cho giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là sang trọng đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành sẽ là vành màu đen và kết hợp với cả màu bạc trắng đấy ạ. Chiếc xe nhìn rất hiện đại và rất là thể thao. Vành của nó sẽ là vành 15 inch nhá, cho cả 3 phiên bản, từ phiên bản G, phiên bản E và phiên bản E số sàn. Đấy. Và phanh đĩa cho cả 4 bánh đấy ạ. Phanh đĩa khoảng 4 bánh nhá. Và còn rất nhiều tính năng an toàn nữa thì em xin phép về cuối video giới thiệu cho anh em này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Cùng màu thân xe đấy ạ. Tích hợp trên đấy là sẽ có xi nhan trên gương này. Xi nhan trên gương này, có chỉnh điện và gập điện nhá. Còn đây là giới thiệu cho anh em về tay lắm cửa. Tay lắm cửa của nó sẽ là tay lắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Còn đây là cái ốp led chrome này thì là nó không phải nguyên bản của xe có đâu nhá. Còn đây chỉ là cái này là nguyên bản thôi ạ. Đó. Tay lắm cửa cho mạ chrome cho cả 4 cánh cửa này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng nhá. Trần phẳng đấy ạ. Tích hợp trên đấy là sẽ có anten vây cá này. Rất là thể thao đấy anh em ạ. Đây. Bánh sau này, em giới thiệu cho anh em bánh sau là giống như bánh trước nhá. Bánh đúc hợp kim nhôm này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Đuôi xe của nó sẽ là phần đuôi xe cũng được dập nổi rất là nhiều, nhìn chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và rất là hiện đại và sang trọng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía sau này. Cụm đèn phía sau của nó sẽ là đèn cũng là đèn halogen thôi nhá. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Các tính năng an toàn và phần đuôi xe có như sau, đó chính là có cảm biến lùi này, một mắt và hai mắt này, và có camera lùi nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có thêm được camera lùi cho anh em xem này. À, camera lùi này. Đó. Đây giờ em tiếp theo sẽ mở phần cốp xe cho anh em xem nhá. Cốp xe rộng không nhá. Đây giới thiệu cho anh em về phần cốp xe này. Cốp xe của chiếc Vios E số sàn này thì cốp của nó rất là rộng nhá. Cốp rất là rộng đấy ạ. Hàng ghế thứ hai mình có gặp được 60-40 thì giúp cho chiếc xe để đồ rất là to, rộng và dài được thoải mái cho anh em nhá. Đây, em sẽ mở cho anh em xem nữa. Đó chính là phần lốp sô cua này. Lốp sô cua nó sẽ giống như bốn lốp chính nhá. Sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 15 inch, vành màu đen và màu bạc đấy ạ. Đây là ở giữa này là bộ đồ tháo lốp nhá, còn kính lốp thì để dưới gầm ghế lái đấy ạ. Giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu ở trong đô thị thì đang là 7 lít 53 nhá. Ở ngoài đô thị thì đang là 4 lít 7 đấy ạ. Còn kết hợp trung bình thì đang là 5 lít 74 nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đúng không ạ?
Ok, giờ em sang bên trong rồi phần nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về phần nội thất nhé. Nội thất của chiếc xe Vios E số tự động này thì vì nội thất của nó là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian nhìn rất là sang trọng và rất là hiện đại cho anh em đấy ạ. Ghế có ra là được ghế da nhá, ghế da màu vàng đấy ạ, khá là sáng màu đấy. Ghế chỉnh cơ 6 hướng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu ạ, tích hợp trên đấy sẽ là được bọc da sờ rất là mềm mại nhá. Đấy, tích hợp trên đây nữa sẽ là có điều chỉnh âm lượng này. Về phần túi khí, bản này sẽ là có 3 túi khí cho anh em nhé. Đó. Đây, giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là được cũng được màu, thiết kế nó sẽ là màu vàng và màu đen ạ. Đa phần sẽ là màu vàng nhé. Đấy. Tích hợp trên đây nữa sẽ là có cục gương này, điều chỉnh mặt gương này. Đó. Còn đây là chốt cửa, chốt kính này và lên xuống kính cho cả 4 cánh cửa nhé. Riêng ghế lái thì xe này có chiều đều auto. Auto là gì ạ? Auto đó chính là tự động lên và xuống kính qua cả chống kẹt cho anh em đấy ạ. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất ạ. Đây, em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em nhé. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em phần chìa khóa này. Chìa khóa của chiếc xe Vios thì em đánh giá nó rất là cơ bản thôi. Nó không có cái chìa khóa nó nhìn trông được đẹp mắt cho lắm ạ. Đó. Nhưng mà nó sẽ là điều hòa chìa khóa cơ nhá. Vios E bản số tự động, bản thiếu này thì sẽ là chìa khóa cơ đấy ạ. Đây, em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây, bảng đồng hồ táp lô thì em lại đánh giá rất là sang trọng cho em nhá. Rất sang trọng đấy anh em ạ. Đấy. Đó, đây là vòng tua động cơ này. Đây là công tơ mét này, còn đây là mức nhiên liệu này. Đó. Còn các màu đèn đỏ và đèn vàng này sẽ là đèn cảnh báo anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này, nó có chế độ auto. Auto là gì? Auto khi mà tự động bật sáng khi mà trời tôi hầm tối nhá. Nó sẽ được bật sáng cho anh em đấy ạ. Đó. Còn bên đây cần gạt mưa thì nó sẽ không có chế độ auto đâu ạ. Nó sẽ không có chế độ auto nhá. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí của nó ra này. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng kết nối Bluetooth, định vị, chỉ đường cho anh em. Có kết nối Apple AirPlay, Auto Android đấy ạ. Đó, màn hình cảm ứng nhá. Màn hình của nó là sử dụng màn hình của Toyota, nhìn rất là sang trọng. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay. Nó điều hòa cơ thôi ạ. Nhưng mà thiết kế nó rất là sang trọng anh em nhá. Đây, đây là thiết kế viền xung quanh mạ chrome này. Còn đây là mức nhiên liệu này. Đây, còn bên này là tốc độ gió này. Còn đây là hướng gió nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này. Nó chính là phần hộp số này. Nó là sử dụng hộp số tự động CVT. Nó là hộp số tự động vô cấp nhá. Hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Đó, hộp số nó sử dụng hộp số xích rắc nhá. Nên là không cần phải lấy được này đúng không ạ? Không cần phải lấy được này nhá. Đó. Để đằng này thì sẽ có để chỗ này để hộp chai nước mình để đây được này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần ở giữa này, dưới này nữa nào, đó chính là có phanh tay, là phanh cơ nhá. Đằng này cho nó xem là cổng điện 12V đấy ạ. Nó sẽ đây, đằng này sẽ có thêm được nữa, đó chính là có tựa tay trung tâm này. Nhưng mà cũng không phải quá to đâu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần các cửa gió điều hòa này, được viền xung quanh mạ chrome này. Còn đây là cốc phụ này. Cốc phụ nó nhá. Đây. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của chiếc xe Vios E số tự động này thì nó có 3 chế độ, là luôn luôn thì sáng này, mở cửa thì sáng và luôn luôn đóng nhá. Hoặc anh em có thể bấm cơ đây trực tiếp này. Bấm cơ trực tiếp này. À, về phần còn đây là giới thiệu trần xe này. Trần của nó là trần phẳng nhá, màu là màu vàng, nó là màu vàng anh em ạ. Mà giống như màu ghế đấy ạ. Đó. Ok, rồi em sẵn sàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Vios E số tự động này thì giống như hàng ghế đầu tiên. Ghế sẽ là ghế được bọc da là màu, sẽ là màu vàng nhá. Ghế sẽ được cập lực 60-40 và có cả tựa tay trung tâm đấy ạ. Giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em nhá. Đây, đầu tiên cảm nhận của em đó chính là về độ rộng rãi này. Em cao 1m80 nhá. Đây, thừa đúng một găng tay luôn anh em ạ. Thừa đúng một găng tay luôn. Rất rộng và thoải mái luôn cho anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về đằng này thì nó sẽ không có cửa gió hàng ghế thứ hai, rất là tiếc không có hàng ghế thứ hai nhá. Còn đây sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Vios E số tự động. Về nếu mà nói về sự thiết kế, về sự hài hòa thì em đánh giá về nội thất của chiếc xe Vios thì đánh giá rất là tuyệt vời cho nó đấy ạ. Nếu ai một người khó tính, người kỹ tính về những tính năng option hoặc là sự thiết kế thì chiếc xe Vios này khó lòng có thể anh em để chê trách nó quá nhiều được ạ. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, giờ em sang về bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ.
Đây giới thiệu cho anh em về phần động cơ của chiếc xe Vios E số tự động đấy ạ. Động cơ của nó rất là sử dụng động cơ của Toyota rất là thương hiệu lâu đời nay rồi và tạo nên thương hiệu nó rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là động cơ Duro VVT-i, là động cơ hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đấy ạ. Đấy, còn về công suất cực đại của chiếc xe này thì nó đang là 79 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút nhá. Còn moment xoắn cực đại của nó đang là 140 Nm trên 4.200 vòng trên phút đấy ạ. Ở đây em sẽ đi tiêu vào chi tiết cho anh em này. Đấy, còn đây là ngày chính là nước rửa kính này. Động cơ là động cơ đua VTI 4 xi lanh thẳng hàng anh em nhá. Đó. Cỏ hút nên để rất là cao rồi. Ắc quy của nó thì này là ắc quy ướt, không phải ắc quy khô, cũng khá là nhỏ. Theo em thì nó lên để Toyota lên sửa đổi nên dùng ắc quy khô. Đó. Còn đây là cầu chì này, còn màu vàng này là chính là dầu phanh em nhá. Ok. Giờ vậy thì em đã giới thiệu cho anh em về động cơ rồi này. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em về phần tổng thể và cũng như tính năng an toàn của chiếc xe Vios E số tự động. Em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Vios E số tự động này. Gồm có tính năng an toàn như sau. Gồm có hệ thống phanh ABS này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, phanh tay hỗ trợ lực phanh điện tử ABD này, cân bằng điện tử xe VSC này, kiểm soát lực kéo này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc nhé. Và có hệ thống báo phanh khẩn cấp đấy ạ. Có camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy. Và phần túi khí nó sẽ là có 3 túi khí cho anh em nhé. Đó. Về phần màu sắc thì nó sẽ có các màu như sau. Nó như màu, đây là màu lâu vàng cho em đây nhá. Như mình đang xem đấy ạ. Màu đỏ, màu trắng ngọc trai, màu trắng sứ, màu bạc, màu đen và màu vàng ạ. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là tính năng option của chiếc xe Vios E số tự động phiên bản 2021 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Toyota cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam. Để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn, thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.